Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa lớn trong suốt nhiều ngày qua ở miền Trung đã gây ngập lụt diện rộng, nhiều địa phương bị cô lập, nhất là ở Hà Tĩnh. Dự báo từ đêm nay thì mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có xu hướng giảm. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế đến Bình Định thì mưa lớn dự báo là sẽ kéo dài đến thứ năm của tuần này với tổng lượng mưa phổ biến đó là từ 100 cho đến 200 mm, có nơi là trên 350 mm. Tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng ở khu vực ven sông, khu đô thị nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn, vì vậy mà quý vị cần phải chú ý. Mưa cũng tiếp tục duy trì ở các tỉnh từ Phú Yên cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai với lượng mưa phổ biến đó là từ 20 mm cho đến 40 mm, có nơi là trên 70 mm. Riêng các tỉnh Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai thì có nơi là trên 100 mm. Ngoài việc cảnh giác các hiện tượng lốc sét, gió giật mạnh có thể kèm theo trong mưa dông, thì quý vị cũng cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trái lại, ở miền Bắc thì ngày mai lại có thời tiết khá là thuận lợi. Trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 28 cho đến 31 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh lên đến cấp 7, cấp 8. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22-29 độ, độ ẩm 80-95%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 21-30 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22-29 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 22-28 độ, độ ẩm 85-95%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.